Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập vào kênh của Tiến Audio Hải Dương. Xin cảm ơn các quý vị, các bác, các anh chị em đã đăng ký kênh của tôi và thường xuyên theo dõi kênh của tôi. Quý vị và các bạn ai chưa đăng ký kênh và vào những video clip của tôi thì xin hãy vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh để từ đó quý vị và các bạn sẽ có nhiều cơ hội để biết đến sản phẩm về mặt hàng loa âm đi đầu đĩa lọc xì hàng bãi mà do tôi set up lên hàng ngày. Từ đó quý vị sẽ có thêm một kiến thức để tìm hiểu về các mặt hàng loa mà tôi đã giới thiệu cặn kẽ ở từng clip và giới thiệu sản phẩm báo giá cho quý vị và các bạn. Ở video clip hôm nay, mặc dù là đêm đã khuya tối ngày chủ nhật, hôm nay là chủ nhật cuối tuần, và chúc quý vị và các bạn các bác có một tuần mới làm ăn gặt hái được nhiều thành công, luôn luôn vui và khỏe mạnh. Video clip hôm nay thì tôi muốn nói cảm ơn mấy bác khách ở trong khu vực phía Nam đã mua hàng và đã gửi tiền cho Tiến Audio Hải Dương. Thì tiền đã gửi xong rồi, các bác đã gửi xong rồi, thì hàng em cũng đã đóng xong rồi, thì là sáng mai em sẽ chuyển hàng lên đường cho các bác, chắc 3-4 hôm là tới tay các bác thôi. Và cũng xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã tin dùng và tin tưởng hàng của Tiến Audio Hải Dương. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Mong là các bác sẽ nhận được hàng và sẽ giới thiệu mặt hàng khi mà quý vị và các bác đã nhận sản phẩm tới tay của mình, của mình. Và xin các bác hãy giới thiệu sản phẩm cho Tiến Audio Hải Dương nhá. Video clip hôm nay thì Tiến Audio Hải Dương muốn giới thiệu cho quý vị và các bác một đôi loa rất là quen thuộc. Đó là đôi loa có một dáng thùng cây rất là to. Nó sử dụng, đây là một đôi loa đến từ Mỹ, KLH. Nó sử dụng bát dưới này là bát cộng hưởng, còn bát ở giữa này bát 30, bát điện 30, một trung 14, một check đôm. Thể tích thùng của nó lớn, rộng 40, cao 1m1, trên 1m1, và có chiều sâu là 35-37 ấy. Công suất của đôi loa này rất là lớn, nó sử dụng hai bát như này, và cái bát cộng hưởng của nó làm cho tiếng trầm rất mềm mại và uy lực. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bạn, nó tiếng trầm của đôi loa này nó đưa ra mạnh, uy lực, và đặc biệt là rất là mềm và sâu bát. Đôi này có tiếng check rất là hay nhé, và lời rất là hay, nghe nhạc và hát karaoke thoải mái, rất hay, rất ngọt ngào. Có một thể tích thùng rất lớn như thế này. Đây là dáng loa đen, toàn màu đen hết. Đây là tôi cho bóng điện vào, ánh sáng nó tỏa ra vào cái bát loa, nó màu xanh sáng. Có lắm bác hỏi bộ sao loa nó bóng lặng, nó sáng, không phải các bác nhìn nữa. Đó là phản ánh sáng, ánh sáng là tôi để cái đèn như này. Đó, có khi các bác nhìn cái đèn đâu, cái đèn em để quay như này thì các bác ngủ là tối quá nhìn gì. Thế em phải trang bị thêm nó một cái đèn. Đôi loa này tuy rằng có một công suất rất lớn nhưng mà lại không hề kén âm đi. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bạn như vậy, nó không hề kén âm đi. Có vài clip để nhắc tới đôi loa này chỉ cần một cái âm đi có trở kháng thấp nhất là 5W là có thể đánh được đôi loa này khóc thét lẹt. Chỉ cần một chiếc âm đi 5W thôi là đánh, vì ở trong đầu ra của nó là nó ghi là như vậy, cho nên tôi đã thử rồi. Công suất 375W một thùng, rất dễ ghép âm đi. Bây giờ hôm nay thì em xin ghép nó với một chiếc âm đi rất là rẻ tiền mà công suất rất lớn. Cái công suất của âm đi 7800 này thì các bác thì biết là nó chỉ có một công suất của nó chỉ có 150W, nhưng nó kiểm soát đôi loa này vô cùng hài lòng, nó đưa ra một chất âm rất là ngọt ngào. Thế bây giờ thì, và đôi loa này cũng xin báo giá để cho quý vị và các bạn được biết rằng là báo giá rồi là 9.700.000 đồng, và chiếc âm đi Pure 7800 trơn kia là có giá 6.800.000 đồng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào thẩm âm đôi loa và chiếc âm đi có một mức tiền rất vừa phải nhưng đưa ra một chất âm rất là hay. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bạn như vậy, rất là hay. Giảm cái tiếng bát này, giảm bát đi. Bật nhạc này.
mới có hai vạch thôi, nó to quá rồi. Tôi giảm bớt âm lượng xuống, mới có hai vạch thôi mà nó to quá rồi quý vị ạ. Đêm nó cũng đã khuya rồi, giảm âm lượng một chút. Như vậy là quý vị đã thẩm âm qua chiếc đôi loa KLH này rồi chưa? Tức là đôi loa này đến từ Mỹ mà, Made in USA, nó xuất xứ từ Mỹ, hàng Mỹ bao giờ cũng chất cũng khác. Thưa quý vị và các bạn, nó có giá một mức giá rất là vượt tiền, chỉ có dưới 10 triệu đồng thôi, 9.700.000 đồng, và ghép vào một chiếc âm đi có giá dưới 7 triệu đồng, 6.800.000 đồng. Như thế kia đưa ra một chất âm rất tuyệt vời. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bạn như vậy, rất tuyệt vời. Âm thanh nó vượt xa tầm tiền mà quý vị đầu tư. Quý vị ghép bộ phối ghép như thế này, quý vị đưa vào mà các phải giật mình ngỡ ngàng vì cái chất âm của nó đưa ra. Rẻ tiền mà chất âm thì rất là hay. Đây là một chiếc âm đi mà clip lần trước tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn rồi. Đây là chiếc âm đi cũng đến từ Mỹ, sản xuất từ Mỹ, Made in USA. Đây là chiếc âm đi G-Saver cổ của Mỹ, có tên là Mark Intop 1900 hoặc là 1900 cũng được. Nó có nhiều cổng kết nối, máy của nó thì rất là đẹp, sáng bóng, nó có hồi gỗ bao bọc rất là vững chắc. Đánh được đôi chiếc âm đi này trang bị 3 cầu loa, tức là
nó trang bị một phát tới 6 quả loa, 3 đôi loa. Cho nên có mức công suất rất khỏe đấy, đánh những dòng loa Mỹ hay là các loại loa có công suất lớn thì đều ra được chất âm vô cùng ngạc nhiên. Và cũng xin báo giá cho quý vị và các bạn là trước âm ly này. Cả lần trước là mình đã báo giá nó bị báo giá bị nhầm là nói là hơn 20 triệu một chút, thế nhưng mà mình bị nhầm hàng một chút, thì xin lỗi quý vị và các bạn là trước âm ly này mình sẽ báo giá lại cho quý vị và các bạn ở clip sau clip này, tức là nó dưới 20 triệu đồng thôi. Sẽ có một clip ghép đôi loa trước âm đi Magnetox này cùng một đôi loa JBL Lancer S99 kia. Đấy là khi xin quý vị và các bạn hãy đón xem clip sau ghép với chiếc âm đi Magnetox của Mỹ này và đôi loa JBL Lancer S99 cổ đánh vào mấy cổ. Còn bây giờ xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn các bác ở những clip lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn nha. Hẹn gặp lại. Chúc các bác ngủ ngon.